Anh phân tích qua bầu cử của Pháp đi, em xem thời sự không hiểu ảnh hưởng của nó lắm, có cái gì đâu. Thì là cái đảng chính đảng cờ đảng mà ông tổng thống Pháp đấy vừa rồi trong cái cuộc bầu cử nghị viện châu Âu thì nó không đạt đủ cái phiếu bầu theo nó mong ước. Ví dụ như là Pháp được đâu đó hơn 50 phiếu ở trong nghị viện châu Âu chẳng hạn, thì cái đảng mà ông tổng thống của Pháp đấy đang cầm quyền thì ở đó đấy ông ý chỉ được có 23%, tức là 23% trong số 56 hay 57 suất chẳng hạn, gọi là 60 suất đi, thì là được khoảng 13 ghế, thì nó ít quá. Đáng lẽ ông cần nó phải khoảng 40%, sau đó là mỗi một lần đưa ra một cái chính sách gì, một cái quan điểm gì của Pháp ở châu Âu chẳng hạn, thì nó sẽ đi nghị nó đi hiệp thương thêm các cái đảng phái khác để nó tìm đồng minh thì nó sẽ dễ lên. Thì là bây giờ là nó chỉ được có 23% thôi, thì nó ít quá thì thành tổng thống Pháp còn như thế này nó sẽ khó cho cái việc điều hành đất nước của nó, nên dẫn đến làm sao nó giải tán quốc hội, bắt bầu lại, đã cho người dân bầu lại một lần nữa. Nếu người dân lại bầu lại một lần nữa thì nó phải chấp nhận, rồi hình như được mấy lần đấy, một lần hay hai lần gì đấy, hình như chắc chỉ được một lần thôi. Một lần là tổng thống giải tán quốc hội để cho dân bầu lại, bầu lại xong cái tổng thống ok thì bắt đầu là cứ thế mà hoạt động thôi. Lúc này xanh xanh chín chín cái đảng mà ông tổng thống Pháp ông ấy đang 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 đang, đang theo đấy, thì đợt vừa rồi là nó bị nói chung là bị thất cử, không được nhiều phiếu bầu. Câu chuyện nó là như vậy, đã hiểu cái bầu cử của Pháp chưa? Khi mà ông ấy gọi là hiện giờ đây là ông ấy gọi là giải tán quốc hội đúng không, thì là cái uy tín của ông này đang bị ảnh hưởng, người dân phản đối mạnh, thì ông này đang có ý định sẽ từ chức. Nói chung Pháp nó là như thế, tư bản nó là như vậy mà.